Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ám Phát Computer. Cái nhu cầu sử dụng AI hiện tại đang ngày càng phổ biến và cái nhu cầu sử dụng AI để có thể làm việc hiệu quả hơn thì chắc chắn ở trong thời điểm hiện tại cũng như là thời gian tiếp theo, cái xu hướng này nó sẽ ngày càng tăng thôi. Vậy thì với cái nhu cầu tăng lên thì chắc chắn cái việc mà lựa chọn những con laptop có thể sử dụng được những cái tác vụ AI này thì nó sẽ ngày càng tăng. Vậy thì chúng ta nên chọn cái gì? Vậy thì cái video ngày hôm nay sẽ là top 5 laptop mà chúng ta có thể lựa chọn để có thể làm cho AI. Tất nhiên, cái list này nó sẽ dựa trên quan điểm của mình và các bạn hãy cùng xem top 5 laptop này là gì. Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay sau intro. Trước khi vào video thì tất cả những mẫu laptop trên đều được bán tại Alphard Computer. Nếu như bạn nào đang có nhu cầu muốn mua và cũng như muốn tìm hiểu thêm về những sản phẩm này thì có thể kích vào đường link ở dưới phần mô tả nhé. Nói qua về cái vấn đề là laptop AI là như thế nào. Đây là những chiếc laptop mà có hỗ trợ vi xử lý mà có thể sử dụng để hỗ trợ những tác vụ AI. Và ở trên những cái con laptop này theo Microsoft và Intel thì phải có nút phím cứng để gọi Copilot thì mới được công nhận là laptop AI nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên đi. Đây là sản phẩm mà mình nghĩ là nó sẽ phù hợp nhất dành cho những cái bạn học sinh sinh viên. Chúng ta sẽ có Acer Swift Go. Acer Swift Go thì ngày trước mình đã lên một video đánh giá về con máy này rồi. Thì nói qua một chút về phần thiết kế đi, thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là nhỏ nhắn xinh xắn, chúng ta có thể vác đi vác lại mọi nơi. Mẫu máy này thì chúng ta sẽ được hoàn thiện từ kim loại, thế nên là sờ rất là mát tay. Các cổng kết nối thì rất là đầy đủ, được phân bổ đều ở hai bên. Nói luôn về phần cấu hình đi, thì Acer Swift Go sẽ sử dụng con chip Core Ultra 7 155H này, RAM 16GB DDR5, ổ cứng 512GB. VGA sẽ sử dụng Intel Arc Graphics mới đến từ hãng. Màn hình sẽ là màn hình 14:2.2K, tấm nền IPS có độ chuẩn màu lên tới 100% sRGB. Thì nhìn chung với một cái cấu hình như thế này thì chúng ta có thể thoải mái sử dụng những cái tác vụ AI, ví dụ như là đến từ Copilot này, hay là chúng ta có thể sử dụng những cái con AI mà chuyên về mặt kiến thức nhá, nó chạy local ở trên máy. Thì những con laptop được tích hợp những con chip Core Ultra nó sẽ có thể hoạt động rất tốt với những cái tác vụ đó. Lý do tại sao? Đúng rồi, cái này mình sẽ phải nói đầu tiên cơ. Thì ở trên những con laptop mà được sử dụng chip Core Ultra ấy, nó sẽ được tích hợp thêm một cái nhân NPU gọi là Neural Processing Unit. Thì đây là một cái nhân nó sẽ hỗ trợ sử dụng những cái tác vụ AI nó có thể tốt hơn. Thì nhìn qua xét trên tổng thể về Acer Swift Go đi, chúng ta sẽ có một cái thiết kế mỏng nhẹ này. Chúng ta sẽ có một cái cấu hình rất là khỏe. Chúng ta sẽ có một cái màn hình rất là đẹp 2.2K này. Và không những thế là cái độ chuẩn màu của nó có thể rất cao. Mẫu máy này tại sao nó lại phù hợp nhất dành cho những bạn sinh viên? Bởi vì khi chúng ta mua cái bộ này về, chúng ta sẽ được tích hợp thêm bộ Office bản quyền. Và cái bản quyền này sử dụng vĩnh viễn nhé. Và với con Acer Swift Go này thì còn được cho phép Copilot can thiệp trực tiếp vào phần cứng nữa. Thế nên là nó sẽ có một cái hiệu năng tốt hơn khi mà sử dụng những tác vụ AI. Ngoài ra thì mẫu Acer Swift Go này còn được có thêm những các công cụ hỗ trợ trong cuộc gọi. Cái này thì các bạn có thể xem qua cái video mình sẽ để ở trên màn hình. Nó có thể làm mở background này, khử tiếng ồn này, checking camera. Và cái camera ở trên con Acer Swift Go này cũng có thể lên tới 2K. Thế nên là chất lượng cuộc gọi các bạn sẽ rất là tốt. Thì đây là một cái điểm cộng mình cảm thấy rất sáng giá ở trên con máy này. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm thứ hai nhé. Sản phẩm thứ hai của chúng ta sẽ là Asus ZenBook 14 OLED. Cái điểm sáng giá nhất ở trên con laptop này thì nó sẽ là một cái màn hình 3K 120Hz để chúng ta có thể sử dụng mượt mà hơn. Cấu hình của Asus ZenBook 14 OLED chúng ta sẽ được sử dụng con chip Intel Core Ultra 5 125H, RAM 16GB DDR5, ổ cứng 512GB, VGA Intel ARC. Và nhắc lại một lần nữa, chúng ta sẽ có một cái màn hình 3K 120Hz, độ sáng 400 nits và độ chuẩn màu lên tới 100% DCI-P3. Cái thiết kế của con ZenBook 14 OLED này thì trông nó sẽ doanh nhân hơn và trông nó sẽ lịch lãm hơn nếu như mà so với cả Acer Swift Go. Thì nhìn chung như vừa nãy mình đã nói rồi, sử dụng con chip Core Ultra 5 được tích hợp thêm nhân NPU để có thể hỗ trợ những tác vụ AI. Thế nên là chúng ta có thể được hỗ trợ rất tốt khi mà chúng ta sử dụng những tác vụ AI. Điểm chung giữa hai con laptop mà mình vừa nói thì nó sẽ không được tích hợp thêm cặp rời. Thế nên những cái tác vụ AI mà nó hỗ trợ ấy, nó sẽ sử dụng những cái tác vụ ví dụ như là những cái tác vụ chuyên xử lý về thông tin hay là những cái con mà nó được tích hợp sẵn ở trong này, Copilot chẳng hạn. Tất nhiên là nếu như các bạn có nhu cầu generate ảnh ấy, mà các bạn sử dụng những con local mà sử dụng phần cứng của máy để sử dụng nhá, thì những con laptop này vẫn có thể sử dụng được. Tuy nhiên thì việc mà nó không có thêm VGA rời ấy, thì cái tác vụ sử dụng của nó sẽ lâu hơn một chút. Ứng cử viên thứ 3 và thứ 4 này đều đến từ MSI. Tại sao mình xếp hai con này cùng một lúc? Bởi vì một con sẽ sử dụng của đội đỏ và một con sẽ sử dụng của đội xanh. Bây giờ chúng ta sẽ nói về ứng cử viên đến từ đội đỏ thì chúng ta sẽ có Katana A15 AI. Nói luôn về phần cấu hình nhé, chúng ta sẽ được sử dụng con chip AMD Ryzen 7 8845HS, 16GB DDR5 chạy dual channel, ổ cứng 512GB, VGA RTX 40506GB. Màn hình chúng ta sẽ có một cái màn hình Full HD 15.6 inch 144Hz. Tuy nhiên thì cái độ chuẩn màu thì nó sẽ thiệt thòi hơn so với cả hai ứng cử viên trước là nó sẽ chỉ rơi khoảng 45% NTSC mà thôi. Thì nếu như các bạn lấn cấn về cái phần màn hình ấy, thì mình sẽ nói luôn, bởi vì ở trong cái tầm mức giá như thế này để đổi lại một cái cấu hình nó rất là khỏe và chúng ta có thể sử dụng được những cái tác vụ AI nó nặng hơn, và bây giờ chúng ta sẽ có thể sử dụng được những cái tác vụ mà nó có thể generate ảnh rất là nhanh chẳng hạn như Stable Diffusion, thì cái việc mà chúng ta hy sinh một chút về màn hình và chúng ta đổi lại toàn bộ đến phần cấu hình ấy, thì đây là một cái mà mình cảm thấy là đánh đổi nó khá là đáng giá. Tuy nhiên nếu như các bạn quy đổi ra thì 45 NTSC nó sẽ tương đương với khoảng 85% sRGB. Thì mình thấy là với cái độ chuẩn màu như thế này mà trong cái quá trình các bạn học ấy, các bạn không cần độ chuẩn màu nó quá cao thì mình thấy vẫn là rất là bình thường.
nói sâu thêm về phần cấu hình đi, thì khi mà chúng ta có một cái cấu hình khỏe như thế này, ngoài những cái việc mà chúng ta sử dụng những cái con chuyên về xử lý thông tin nhá, thì ngoài những cái con mà có thể xử lý thông tin ra thì những cái con có thể generate ảnh đi, nó yêu cầu một cái cấu hình khá là cao, chẳng hạn như Stable Diffusion, thì những bộ máy như này có thể làm được rất tốt. Tiếp đến, ứng cử viên đến từ đội xanh đi, thì chúng ta sẽ có Cyborg 15 AI, thì chúng ta sẽ có con chip Core Ultra 7155H, 16GB DDR5 Dual Channel, 512GB SSD, RTX 4050 6GB, tương tự như là mẫu bên trên. Và chúng ta sẽ có một cái màn hình 15,6 inch Full HD, 144Hz, 45% NTSC và tấm nền là IPS. Với cái tầm giá mà khoảng trên 25 triệu đồng và sử dụng con chip Core Ultra 7 thì mình nghĩ là đây là một cái cấu hình rất là tốt để các bạn có thể mua về rồi. Về mặt hiệu năng thì nếu như mà các bạn cần so sánh giữa hai con chip là Ryzen 7 8845HS và con chip Core Ultra 7 thì mình sẽ hẹn các bạn ở video lần sau. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với ứng cử viên cuối cùng cũng như là ứng cử viên đắt tiền nhất. Chúng ta sẽ có Lenovo Legion 5 với mức giá khoảng 39 triệu đồng. Đây là một cái con laptop mà mình cảm thấy là từ mặt thiết kế này cũng như là mặt cấu hình này, cũng như là về màn hình ấy, thì nó làm rất tốt. Thế nên là ngoài cái việc mà sử dụng AI ra, các bạn có nhu cầu sử dụng những con laptop như thế này để có thể sáng tạo nội dung, edit video hay là edit ảnh ấy, thì con laptop như thế này nó sẽ rất là phù hợp. Với thiết kế thì thôi chúng ta sẽ không cần nói tới, bởi vì đây là một cái thiết kế rất là iconic đến từ dòng Legion rồi. Chúng ta sẽ có con chip Core i7-14650HX, RAM 16GB, ổ cứng 512GB SSD, card sử dụng RTX 4060 8GB. Màn hình chúng ta sẽ có một cái màn hình rất rộng 16 inch 2.4K, 165Hz 350 nits và tấm nền IPS, độ chuẩn màu cũng rất là cao. Đọc qua cái phần cấu hình này thôi cũng như là phần thiết kế mà mình vừa nói qua ấy, thì các bạn có thể thấy là đây là một cái con laptop rất phù hợp dành cho những cái bạn làm sáng tạo nội dung mà chuyên sử dụng để edit video cũng như là làm ảnh. Với cấu hình như này thì tất nhiên chúng ta vẫn có thể sử dụng được Stable Diffusion một cách rất là mượt mà. Rồi, thế là chúng ta vừa đi qua top 5 laptop dành cho AI với mức giá khoảng từ 40 triệu đổ xuống theo cá nhân của mình rồi. Vậy thì các bạn có thấy những cái mẫu laptop này có đáng để bỏ tiền ra hay không thì có thể comment ở phía phần bên dưới nhé. Và nếu như các bạn nào đang có nhu cầu muốn tìm hiểu chi tiết hơn về những sản phẩm ấy, thì có thể comment ở phía bên dưới, biết đâu là mình sẽ có một cái video đánh giá chi tiết thì sao. Và đừng quên, nếu như xem xong video này, bạn nào đang có nhu cầu muốn mua này, muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm thì có thể click vào đường link ở dưới phần mô tả đến với Alpha Computer. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.